Có một phần biểu diễn mà tôi vô cùng háo hức sẽ đến từ bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt Nam. Và người sẽ đứng trên sân khấu này chính là anh chàng đại úy Duy Kiên, vừa đẹp trai vừa đa tài đến khó chịu. Xin giới thiệu ca sĩ Song Luân. Anh ấy sẽ gửi tặng chúng ta bài hát Bên Em Là Anh. Chân dường như bước vội nhìn một nơi yên bình, đã nhiều lần anh muốn buông đôi tay. Và em đã đến cho bình yên mỗi đêm, tình yêu ấy là hơi ấm trong anh. Và thời gian dường như đứng lại, nhẹ nhàng em thật gần. Một nụ hôn chợt dòng lệ anh tuôn rơi. Vì anh yêu em, yêu rất nhiều. Em cho anh biết mong từng chiều, không còn cô đơn tranh giành mỗi đêm. Và dù mai lớn trong tim anh vẫn mong rằng ở nơi ấy em sẽ chờ để nói với anh I'll always be with you. Nhìn hoàng hôn buông dần ở phía xa, sợ màn đêm lại đến rất gần. Và đôi chân dường như bước vội, nhẹ nhàng em thật gần. Trao nụ hôn buông đôi tay, và em đã đến cho tình yêu mỗi đêm. Tình yêu ấy là hơi ấm trong anh. Và thời gian dường như đứng lại, nhẹ nhàng em thật gần. Trao nụ hôn trượt dòng lệ anh tuôn rơi. Vì anh cho anh biết mong từng chiều, không còn cô đơn tranh vành mỗi đêm. Và dù mai lớn xa nhau, trong tim anh vẫn mong rằng ở nơi ấy em sẽ chờ để nói với anh I'll always be. Con đập là con yêu thương, từ nay tôi hết tranh vơi. Hãy cứ mơ mộng đi, thì không có gì sai. Yêu em, yêu rất nhiều. Em cho anh biết mong từng chiều, không còn cô đơn tranh giành mỗi đêm. Và dù mai lớn xa nhau, trong tim anh vẫn mong rằng ở nơi ấy em sẽ chờ để nói với anh I'll always be with you. Thank you.
Thank you.